Chào các bạn, ngày hôm nay Khoa Vũ sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về cái lý do tại sao mà chúng ta phải bổ sung canxi và magie cho cơ thể. Thứ nhất, có thể các bạn chưa biết là 99% lượng canxi được tìm thấy ở trong xương và răng, 1% còn lại được tìm thấy ở trong máu và tế bào. Với canxi là một trong những cái loại khoáng chất nhiều nhất ở trong cơ thể và chiếm đến 99% ở trong xương, thì chúng ta phải biết rằng là gì ạ? Là việc bổ sung canxi chưa cần phải nói nhiều, nói đến đây thôi đã biết là rất quan trọng và cấp thiết rồi, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là gì ạ? Cơ thể con người chúng ta không thể tự tổng hợp ra được là canxi và chúng ta phải bổ sung từ bên ngoài vào. Cái thứ ba, trong xương của chúng ta luôn tồn tại hai quá trình, là quá trình hủy xương và quá trình tái tạo xương, đúng không ạ? Nếu như chúng ta không có bổ sung được đầy đủ lượng dinh dưỡng cho xương thì chắc chắn chúng ta không thể làm một cái bộ xương khỏe mạnh. Và các bạn có biết không, cứ 7 năm thì chúng ta có xương mới. Nên hãy bổ sung canxi và magie ngay từ ngày hôm nay. Cái thứ tư, có thể các bạn chỉ biết là mật độ xương của chúng ta đạt đỉnh điểm khi chúng ta 30 tuổi và sau 30 tuổi thì nó giảm dần. Vậy các bạn, nếu như trước 30 tuổi, nếu như chưa bổ sung được đầy đủ canxi thì tôi xin nói thật với các bạn rằng là gì? Sau 30 tuổi, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ gặp những vấn đề liên quan đến xương. Có thể nói là gì ạ? Đau lưng, nhức xương, thoái hóa, đúng không ạ? Hay là những vấn đề khác, nên ví dụ như là gì? Là sức miễn dịch kém, đúng không ạ? Đó là một trong những vấn đề liên quan đến việc là thiếu hụt canxi gây ra rất nhiều những cái vấn đề bệnh tật kèm theo. Và còn chưa kể đến những vấn đề liên quan đến những hoạt động của cơ nữa, vì canxi đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của cơ. Cơ tim, đúng không ạ? Cơ tử cung hay là cơ bắp đều còn có canxi. Ok, vậy chúng ta bổ sung canxi như thế nào? Chúng ta bổ sung thì sẽ theo cái lượng mà khuyến cáo và theo viện nghiên cứu dinh dưỡng, thì là gì ạ? Cứ khi cơ thể chúng ta khoảng tầm 9 tuổi trở lên, đúng không ạ? Thì chúng ta cần khoảng 800 đến 1000 mg canxi mỗi ngày. Và những người mà lớn tuổi, những người mà ngoài 40 tuổi, đúng không ạ, thì chúng ta cần bổ sung khoảng là 1000 đến 1200 mg canxi mỗi ngày. Còn nếu như chúng ta là phụ nữ có thai, đúng không ạ, thì chúng ta cần phải bổ sung từ 1200 đến 1500 mg canxi mỗi ngày. Vậy chúng ta bổ sung canxi thông qua việc là ăn uống và bổ sung các thực phẩm chức năng là chính. Bởi vì thông qua được ăn uống thì chúng ta có thể ăn những loại hải sản, ăn lòng đỏ trứng gà, ăn bơ, ăn phô mai, đúng không ạ? Hoặc chúng ta bổ sung qua đường thực phẩm về thực vật, ví dụ chúng ta có thể ăn các loại rau, ví dụ như là rau ngót, rau dền, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể là ăn những loại về là loại đỗ, những loại đậu và những loại nấm, đúng không ạ? Nhưng chúng ta biết rằng là gì ạ? Là cái canh tác đang gọi là lạm dụng. Chúng ta biết rằng là việc chúng ta sử dụng quá nhiều chất kích thích và sử dụng quá nhiều chất hóa học trong việc mà canh tác, vô hình chung chúng ta đang giảm đi rất nhiều cái hàm lượng dinh dưỡng có trong thực vật hay là cái nguồn thực phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Do đó ngày hôm nay cũng như gia đình Khoa đã tìm hiểu rất kỹ và đã sử dụng một cái giải pháp, đó chính là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite canxi và magie, với cái tỷ lệ là 2 canxi và 1 magie có trong cái sản phẩm này đã là cái tỷ lệ vàng mà giúp cho là canxi vào trong cơ thể được hấp thu tối đa và đi được đến đúng những cái nơi mà nó cần phải đến. Và có thể các bạn chưa biết rằng là gì là vừa Nutrilite là một trong những cái thương hiệu mà đứng đầu trên thế giới về thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Và các bạn biết không là Nutrilite đã có cái lịch sử là hơn 85 năm rồi, đúng không? Một cái lịch sử rất là lâu đời. Và khi các bạn đi ăn ở bên ngoài, chắc chắn chúng ta sẽ tìm những cửa hàng, những cái thương hiệu nào mà nó có lâu đời, đúng không ạ? Vì cái nguồn cái uy tín, đúng không ạ? Cái uy tín và cái nguồn cái đảm bảo sự chất lượng và cái gọi là cái tín nhiệm cho cái thương hiệu của họ là đã có rồi, đúng không ạ? Nên chính vì đó là vì sao mà gia đình Khoa sử dụng là thương hiệu Nutrilite. Bên cạnh đó là gì, Khoa còn biết được là gì, là Nutrilite họ có được những cái trang trại hữu cơ duy nhất được chứng nhận ở trên thế giới, đúng không ạ? Do tổ chức Euroter Monitor chứng nhận. Và họ có quy trình canh tác và trồng trọt trên chứng những cái trại hữu cơ đó, đúng không ạ? Và quy trình nó hoàn toàn là khép kín. Và bên cạnh đó nữa là gì? Là bên cạnh đó nữa là gì ạ? Để Khoa nói một chút về cái phân tích về cái giá cả, đúng không ạ? Trong một hộp thực phẩm bổ sung Nutrilite canxi và magie của thương hiệu Nutrilite thì chúng ta có bổ sung là một hộp 100 viên thì có giá là 415.000, đúng không ạ? 415.000. Và Khoa có so sánh với lại là một cái sản phẩm mà chúng ta thường xuyên sử dụng, đó chính là sữa, và đặc biệt đây là sữa TH, đúng không ạ? Chúng ta biết không ạ, là sữa TH có đường trong bịch giấy 220ml, đúng không ạ? Thì họ cũng có là hàm lượng canxi ghi rõ ở trong này là 107mg trên 100ml. Và Khoa có tính ra rồi,
nếu như là 220 ml sữa thì có khoảng là 235g canxi, 17,16mg magie, 0,00074mg kẽm và giá của nó là 7,3 ngàn. Trong đó thì là một viên canxi có là gì, 217mg canxi, chỉ kém có 18mg thôi, và 108mg magie gấp 6,3 lần và 3,3mg kẽm gấp 4.687,5 lần và giá của nó chỉ có 40,15 nghìn đồng một viên thôi, đúng không ạ? Do đó là nói đến đây thì các bạn có thể biết là gì ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng khoảng là hơn khoảng 12.000 đồng, đúng không ạ? Khoảng 12.000 đồng cho việc là bổ sung canxi và magie mỗi ngày cho cơ thể để giúp chúng ta có bộ xương chắc khỏe, đúng không ạ? Và Khoa xin kết thúc cái video chia sẻ về cái lý do tại sao chúng ta phải bổ sung canxi và magie ở đây. Và nếu như các bạn muốn mua sản phẩm này, đúng không ạ, thì có thể liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0917 46 538. Và nếu như các bạn muốn phát triển kinh doanh dựa trên những sản phẩm sức khỏe của Nutrilite thì có thể gia nhập vào cái cộng đồng về phát triển thương mại điện tử Việt Nam mà Khoa có thể có cái mã QR ở đây, mọi người có thể quét hoặc search ở trên Facebook và hãy liên hệ với Khoa. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.